hậu bị chỉ trích về phát ngôn vụ bốn nữ tiếp viên hàng không, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung ẩn ý về lời xin lỗi. Những chia sẻ mới đây của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Cách đây chưa lâu, những phát ngôn của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung liên quan đến vụ bốn nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện xách số lượng lớn chất cấm về Việt Nam qua đường bay đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Cho đến mới đây nhất, khi bốn nữ tiếp viên hàng không đã được trả tự do, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã bất ngờ có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, năm nghệ sĩ chia sẻ về sự bao dung trong cuộc sống, kèm theo đó là lời nhắn nhủ đầy ẩn ý khi sở hữu một trái tim luôn bao dung và có đôi chút kinh nghiệm sống. Bạn sẽ nhìn cuộc đời theo chiều hướng tích cực, rồi cuộc sống sẽ đền đáp cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Với vài bạn trẻ, hình như chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đăng đàn. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm trước những chia sẻ của năm nghệ sĩ. Đáng chú ý, một netizen còn bình luận: vừa đọc tin bốn nữ tiếp viên được thả, đoán ngay kiểu gì bác cũng có bài ngay. Đáp lời vị khán giả này, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung trả lời đầy tinh tế: anh cũng không rảnh, đơn giản là mừng cho bốn bạn kia cùng gia đình họ em à. Một khán giả khác cũng bình luận: có những người kể cả biết sai cũng không bao giờ chịu nói lời xin lỗi đâu anh. Nên anh thành người giàu có vì luôn được ghi nợ. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đáp lời: anh cũng nói vậy để các bạn ấy tự vấn lương tâm chứ không mong họ sẽ phải thế nọ thế kia, bởi đơn giản anh lớn hơn họ. Hiện bài đăng của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung vẫn đang nhận được sự quan tâm của dân mạng và là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm.